Thưa quý vị, theo thống kê thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 53 công trình thủy lợi với 30 hồ lớn nhỏ, tổng dung tích là hơn 316 triệu mét khối, thì số hồ đập tại huyện Châu Đức chiếm hơn 1/3. Tại huyện Châu Đức hiện có 11 hồ thủy lợi với tổng dung tích khoảng 250 triệu mét khối. Ban đầu là những hồ tự nhiên nhỏ và cạn, sau dần dần được nạo vét, mở rộng, xây dựng quy mô, góp phần vào tiến trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của những hồ đập này qua chia sẻ của chương trình. Huyện Châu Đức được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Ray và sông Xoài, cùng với hệ thống suối rạch nhỏ và nhiều ao hồ. Sông Ray nằm giữa huyện Châu Đức với Xuyên Mộc, sông dài 120 km, phần lớn lưu vực thuộc tỉnh Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Châu Đức dài 22 km. Trên đoạn sông này, vào cuối năm 2005, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng hồ thủy lợi với diện tích mặt hồ khoảng 2.040 ha, dung tích hơn 215 triệu mét khối, tổng mức đầu tư gần 1.869 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đây là công trình thủy lợi cấp quốc gia, giữ vai trò cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vì vậy, kênh mương thủy lợi từ hồ sông Ray, Phú Rộng ở Châu Đức và kết nối đến các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu. Khi hệ thống kênh mương sông Ray đưa vào hoạt động, nhiều vùng trước đây khô hạn đã được đảm bảo nước tưới quanh năm. Hệ số sử dụng đất, năng suất cây trồng vì thế đã tăng 4 đến 5 lần so với trước. Được sự đầu tư của nhà nước thì có tuyến kênh mương này thì bà con rất thuận lợi trong vấn đề sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là sẽ là xây dựng mở mới thêm một tuyến là khoảng 1,5 cây số. Chưa có mương nước thì ở đây chỉ trồng bắp thằng mì thôi. Từ cái lúc mà có mương nước rồi, là thấy tạo được để nguồn nước. Nên là mình tạo được cái đất mình trồng cây ăn trái để cho nó phù hợp, mình tỉnh có nguồn nước, có lợi thế là nguồn nước. Nên là bây giờ hiện giờ thì ở đây cũng trồng các loại cây, mà hiện giờ ở đây trồng mít cho thấy đang mít, đang cái hiệu quả hay được, phù hợp cái khí hậu với cái nguồn nước của mình. Sông Xoài là một nhánh ở thượng nguồn của sông Dinh, bắt nguồn từ Long Khánh, Đồng Nai đi qua xã Xà Bang và xã Láng Lớn của huyện Châu Đức với chiều dài 22 km và cũng là ranh giới của huyện Châu Đức với thị xã Phú Mỹ. Trên lưu vực sông Xoài có hồ Kim Long, dung tích 2,53 triệu mét khối, được nạo vét mở rộng và đưa vào hoạt động từ năm 1988. Ở phía nam huyện Châu Đức, hồ Đá Đen được xây dựng quy mô từ năm 1997 và đưa vào sử dụng năm 2004. Hồ có dung tích 28 triệu mét khối, cung cấp nước sinh hoạt cho 90% hộ dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nước tưới cho 1.900 hecta sản xuất nông nghiệp. Trải rộng trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ, Đá Bàn là một trong những hồ thủy lợi lớn của tỉnh, hình thành vào tháng 11 năm 1983 với dung tích 11,35 triệu mét khối, phục vụ 1.300 hecta sản xuất nông nghiệp ở các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 20.000 mét khối một ngày. Ngoài 4 hồ nước trên địa bàn huyện Châu Đức còn có 7 hồ: Gia Huyết 1, Gia Huyết 2, Tầm Bó, Núi Nhang, Suối Giàu, Suối Đôi và Suối Sao, với tổng dung tích khoảng 250 triệu mét khối. Huyện Châu Đức hiện có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 35.000 hecta, tổng đàn gia súc gia cầm khoảng 850.000 con. Nhờ công tác quản lý vận hành tốt, các công trình hồ thủy lợi đã giúp huyện Châu Đức phát huy tác dụng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt và cả phục vụ sản xuất công nghiệp, điều hòa dòng chảy của các dòng sông, ổn định dòng chảy mùa kiệt, bảo vệ môi trường. Công việc mà bảo vệ các hồ thủy lợi và cái hệ thống kênh mương là rất là quan trọng. Hàng năm thì phòng nông nghiệp cũng tham mưu ủy ban huyện để cho các cấp kinh phí cho các xã thị trấn để nạo vét kênh mương, để khơi thông cái dòng chảy, để tạo điều kiện để phục vụ tưới tiêu. Bên cạnh đó thì đối với an toàn các hồ đập trước mùa mưa bão thì phòng nông nghiệp cũng phối hợp với trạm thủy nông và trung tâm khai thác quản lý công trình thủy lợi để rà soát cái an toàn cái hồ đập, để có phương án nếu mà có sự cố thì mình sẽ có phương án để sửa chữa khắc phục kịp thời. Huyện cũng đã tuyên truyền rất là quyết liệt, thì yêu cầu những người dân mà sinh sống dọc cái thượng nguồn cái hồ chứa nước ấy, thì không được chăn nuôi. Bên cạnh đó thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là gần các hồ thì không được sử dụng cái này, ảnh hưởng tới cái nguồn nước sinh hoạt của
trên địa bàn. Với ưu thế nhiều hồ đập cùng hệ thống thủy lợi không ngừng hoàn thiện, huyện Châu Đức đang tiến đến mục tiêu tưới mát cho toàn bộ đồng ruộng, nhất là những vùng nông nghiệp xưa nay luôn cạn nước vào mùa khô. Nghị quyết Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng phát triển các khu vực nông nghiệp, vùng chuyên canh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo đó cũng dần hiện thực hóa.